trẻ con châu Phi học đóng thuyền. Bông đi amigo, cái này chắc mình cũng không dám ăn đâu. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Họ không thích mình quay video đâu. Nhưng đây là vây cá mập, họ đang phơi khô các bạn. Wow, các bạn đã thấy con cá khô to như này chưa? Hiện tại mình với Newton đang đi ra thăm một làng chài ở châu Phi. Làng chài ven biển. Xin mời các bạn đi theo chúng mình. Muito bom dia. Xem làng chài có gì vui không nhé, hoạt động có nắng nhiệt hay không. Xin mời các bạn. Những ngư dân đang kéo lưới vào bờ. Đây là những người da đen đang làm việc, đang tập trung kéo lưới vào bờ. Mỗi người một đầu dây kết nối vào cái sợi dây chung để kéo vào bờ. Già, trẻ, gái, trai, tất cả đều làm việc hăng say các bạn. Đấy. Cứ người xua cuối kết thúc thì lại chạy lên phía đầu dây ở phía trên kia. Tiếp tục. Con châu Phi học đóng thuyền. Bông đi amigo. Bông đi. Fa abaraga. Ba. Vai sai numa. Sai. Có để sai á? À. Nó nói là cái thuyền này cũng có thể ra khơi. Trẻ con đang nghịch. Đấy, nghịch nhưng mà cũng đóng thuyền các bạn ạ. Đấy. Thuyền độc mộc. Đấy. À, bà đấy đang làm bánh. Chẳng biết cái bánh gì nữa nhưng mà cái này chắc mình cũng không dám ăn đâu. Ruồi nó nhiều lắm. Thỉnh thoảng bà ấy lại lấy cái tay xua một cái. Ở góc này thì lại một chị phụ nữ đang một em bé đang bán xoài ở trên cái thuyền. Muito bonito. Phía bên này xin muito bonito. Cô ấy nói là Angola rất chi là tốt và đẹp. Cô ấy đang cắt cá. Depois leva para a tua casa. Leva a tua casa. À, guarda da. À, cái bên này thì để anh đi bán, còn cái này thì để mang về nhà. Mình mua một ok ve, mình mua mực các bạn ạ. Mực. Một con mực. Đấy, mình bảo để mình quay video thì cô đấy lại mở ra cho mình xem. À đây, một con mực như thế này là họ bán là 40.000 tiền Việt. Tira, mua rồi đây, dạ. Dạ. À đấy, cô ấy lại giơ con mực lên cho mình xem. Cảm ơn. Dạ, là xe gà, dạ. Sao você? Fala como? Ni hao. Não é ni hao. Xin chào. Xin chào. Hola, xin chào. Bông đia, xin chào. Nào em, ni hao. Ni hao là của Trung Quốc. Pergunta. À, nào em đi. Nào. Amigo, vamos juntos. Xin chào, hola. Xin chào. Tudo, levanta na mão. Xin chào. Thì vô xe tâm banh, vô xe bông đô già. Tua criança, né? Criança. Quanto filho você tem? Sao? À, cô ấy đã có một đứa con. Daqui? Muito não. Fazer comigo, Você
làm với tao một con. À, mình nói là với cô ấy rằng là làm với mình một đứa con. Cô ấy nói rằng là nếu mà như thế thì mày sẽ đưa con tao đi về bên bên Việt Nam, nên nó cô ấy không đồng ý. À, phụ nữ Angola nó không thích hả? Sao quy aki quy đàn á? À, dạ dạ dạ. Cái đống nhỏ nhỏ thế này là 2-7 con như thế này là họ bán 10.000 tiền Việt các bạn, khoảng 10.000 tiền Việt. Đấy. Nhưng mà mình, bởi vì là mình chỉ có 200 thôi, nhưng mà hỏi họ, họ không đồng ý giảm số không được. Còn phía bên này là họ phơi cá khô các bạn. Đấy, cá khô họ phơi. Cá này chắc là ế, họ không bán được nên họ phơi để bán cho dân nghèo. Đây là cảnh những người dân châu Phi đang kéo lưới vào bờ các bạn. Đấy, họ tập trung. Ôi, sóng biển mạnh quá. Họ rất đoàn kết, đang kéo lưới vào bờ. Dạ, bông đi á. Đó, sóng rất lớn cho nên là họ đang tập trung hết sức lực để kéo lưới vào bờ. Những ngư dân đang kéo lưới vào bờ. Họ phơi quần áo, váy vóc ngay trên bãi cát này. Đây là những căn nhà ven biển ở châu Phi các bạn. Đây, cửa vào nhà của họ. Mình không dám vào bởi vì ở đây mình cảm thấy hơi khó khăn. Đấy, đây là nhà của họ ở phía trong. Họ đang... phía trong họ đang rửa rau hay làm gì đấy. Bông đi, xin chào. Nhà ven biển sập sệ lắm các bạn. Họ gá bằng tôn, bằng chanh chia, tre nứa lá, bằng củi. Hình như là cá mập đấy các bạn. Cá mập họ phơi. Vây cá mập. Đây các bạn, nó cái vây nó rất lớn. Phía bên này cũng vậy. Đây là vây cá mập các bạn. Họ phơi trên mái nhà của họ. Thank you very much, Amai. Oi. Wow. Muy tu grande. Posso levantar, né? O Nil tentou, mas... Não, ele que vai levantar. Espera, vou te levantar lá. Já. Daí, cô ấy giúp mình, đây. Các bạn đã thấy con cá khô như thế này chưa? Ah. Uau! Pega bem, isso aqui aleja. Tá aleja ainda. Các bạn đã thấy con cá khô to như thế này chưa? Já. Já. Rất lớn. To lắm. Uau! Muito grande, né? Tá bom, tá bom. Amiga, tira lá um foto comigo. Não vai sujar assim. Ela, amigo, tá suja. Sem problema. Então, tchau, né? Dá licença. Já, até logo. Já, já, já. Xin chào mọi người. Já, já. Đây là những con thuyền đã sẵn sàng ra khơi của người da đen, của người châu Phi. Còn đây là những căn nhà của họ ở phía trong. Đây, ta đi quanh một vòng ở làng trài ven biển này. Đây. Các ngóc ngách trong trong làng. Những người dân ven biển vất vả. Họ dựng bằng lá cọ hết các bạn. Đây, cửa vào nhà của họ. Mình không dám vào. Phía bên này là một bác thợ sơn, bông đi á, đang sơn tàu. Bông đi á, it's a pinta.
Pintan á? À, dạ, dạ vâng, dạ. Họ đang sơn tàu để ra khơi. Đây chính là ngóc ngách đời sống của người châu Phi. Phía bên này một người phụ nữ. Bông đi á? Tafaze. À, làm nai, đang làm nai. Tafaze. Nè nai nè. À. Bông đi ạ, bonita. Dạ. Dạ, ok. Một phụ nữ Angola đang làm nai các bạn. Ok. Dạ. Dạ, da licença. Dạ. Bông đi. Thằng cô này đang giữa cá mập. Ê, quả... Bông đi á? Bông đi. Cá này tên là gì? Ê, qua lê ụ tên nom Viola. Viola. Cá mập bên này gọi là Viola. Ê, eu quero ver na levanta. À, cá mập nhỏ. Cá mập nhỏ. Dạ. Cá mập nhỏ. Thank you very much. Obrigado. Dạ. Họ đang rửa cho nó hết cát đi để phơi khô các bạn. Đây, hai anh ấy thấy mình lại vẫy tay lại chào. Cũng có người họ thích quay camera nhưng có người không thích. Xin chào. Chào. Anh này xin tiền của mình, đang xin mình 500.000 bên này. À, você nome? À, tên anh ấy là João. Teu nome? É João. Tá bom. Ơi. Cường. Cường, Cường. Fala. Bố, bố, ta bông. Fala bố, ta bông. Dạ. Dạ. Sì. Cui à nè. Dạ. Dạ. Angola cui à. Dạ. Nó nói Angola rất chi là tốt. Chào nè. Chào, chào. Chỉ có một bước chân thôi các bạn. Phía bên này là làng chài. Nghèo khổ, làm lụng vất vả cơ cực. Nhưng phía bên này đó là biệt thự ven biển. Đấy. Cái sự phân hóa giàu nghèo ở châu Phi rất chi là lớn. Đấy, họ làm chòi như thế này ra ngoài biển. Đây là hộ gia đình thôi. Ở trong là có bể bơi, có các thứ đầy đủ hết. Dạ. Bông đi. Dạ. Được rồi chưa? Chào. Chào, chào nhé. Nói chung người dân ở đây đa phần là họ dễ thương, dễ mến và thân thiện. Chào. Amiga, chào. Chào nè. Chỉ có một bước chân thôi. Phía bên này thì họ rất giàu có. Đối lập hoàn toàn ở kia bên kia. Oh. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hôm nay mình kết thúc video review một làng chài ven biển ở châu Phi ở đây. Bây giờ bọn mình về nhà nấu cơm. Đấy, Newton đang giơ tay lên, bọn mình mua được con mực với vài con cá để về nấu cơm ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ các bạn có một đăng ký kênh, một chia sẻ, một like và một comment. Xin chào Newton. Xin chào. Chào Việt Nam. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào Việt Nam, Fala. Chào Việt Nam. Chào Việt Nam.